Anh ơi, em có thêm hai đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy. Ủa kỳ vậy. Này đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm hai đứa bạn nữa. Trời ơi, sao trời. Giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không quan trọng từng phân có ok không? Ok luôn, ok luôn. Lần đầu tiên cũng trải qua cảm giác đó và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều, những cái chuyện linh ta linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Giống vậy. Chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn trẻ, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Thì con tên là Bùi Thế Phương Thịnh, năm nay con 27 tuổi. Con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính bây giờ là đang là kinh doanh cuốn cảnh. Rồi. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân, con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vân. Năm nay con 30 tuổi, con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng làm chung nghề với chồng con luôn. Dạ. Vậy là Tường Vân là nhỉnh hơn ông xã là có 3 tuổi. 3 tuổi à? Dạ. À như vậy là cái mối tình chị em này chắc có lẽ là rất là thú vị đây. Đó, thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà hai chị em gặp nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thì thật sự là gặp nhau ở trên Tinder. Bữa đó là đêm Noel, chiều đó thì con mới nhắn tin, kiểu cái đó là mình lên mình quét thôi. Ví dụ ai mà match nhau á thì sẽ thấy nhau và nhắn tin được. Thì bữa đó con mới lên con thấy là vợ con thấy xinh quá, tại mũi cao, tại vì con rất thích mấy bạn nữ là mũi cao. Đó thì là con lên con mới nhắn vậy, thì tình cờ vợ con mới trả lời lại. Xong rồi trong bữa đó luôn là khoảng 2 tiếng sau là hẹn gặp nhau luôn. Dạ. Quá thần tốc đó đúng không? Dạ đúng rồi. Là không cần cái gương mặt, chỉ cần cái mũi cao là khoái rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Còn con sao? À vâng. Thì lúc đó là kiểu như là ngày 24 tháng 12 thì cũng không, con không quen ai hết á, thì cũng lên trên Tinder lướt lướt thì gặp anh này, cũng hai em rảnh không đi chơi. Nhưng mà mình thì kiểu mình cũng không phải là gì mà không có bạn, không có bồn gì hết, thôi đi đại cho nó vui thì cũng hẹn gặp anh này. Thế là hai đứa gặp nhau thôi. Trước cách đó một tiếng á là hai đứa có video call với nhau. Thì lúc đó là vợ con mới đi làm về, thì thứ nhất là tóc nó rất là bết. Mặt thì da bóng dầu tùm lum hết. Con nói trời ơi sao mà già quá vậy, nhìn giống như 30 mấy. Tại vì trên đó là nó cứ ghi luôn là lớn hơn mình có 3 tuổi thôi. Thì nó đúng luôn cái độ tuổi là con rất là thích. Tại vì con thích quen người lớn hơn tầm 3 tới 2, 3 tuổi đó. Đó thì lúc mà trời sao kỳ vậy ta. Thì lúc đó con tính quay xe rồi, con không có tính gặp. Nhưng mà nghĩ là thì mình là đàn ông mà mình cũng hẹn phụ nữ người ta rồi thì nó kỳ quá. Đó kiểu vậy thì con cũng quyết định là con đi gặp. Thì trên đường đi thì vợ con lại gọi nói là anh ơi em có thêm hai đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy. Ủa kỳ vậy. Này đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm hai đứa bạn nữa. Trời ơi. Sao giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Đó là con muốn quay lại nữa rồi. Nhưng mà hồi lỡ hai lần tính quay đúng xe rồi, hai lần tính quay xe thì không phải là dẫn theo một gia đình, có nghe hai một cặp vợ chồng một đứa dạ, con theo rồi. Thôi tại vì có bạn thân thì rủ theo thôi chứ không phải là dẫn hai cô bạn. Nhưng mà lúc đầu đi kêu là dẫn theo hai đứa bạn dạ thì con mới hiểu lầm. Sao kỳ vậy ta, đó kiểu kiểu như vậy. Dạ. Vậy lúc mà con gặp bạn này ngoài đời thì con thấy sao? Con nói không phải gu tư rồi. Tại sao vậy, nhỏ hơn mình đúng không? Ông để hình là ông để tóc màu nâu. Cái mặt gọi là cũng gọi là chững chững. Ra ngoài có nói gặp thằng trẻ trâu nè. Cái tóc vàng khè, không biết vàng hay là màu bạc. Nó rất là kỳ. Sao mà mặc cái quần mà rách. Ví dụ người ta rách một cái đường mỏng như cái đùi thôi. Rách tét luôn cái đùi luôn. Quá ngon. Ủa quá tại ngon. Sao vậy? Tại sao không mặc đồ đẹp để mà gặp người ấy, mà tại sao lại mặc một cái bộ đồ mà rách rưới te tua như vậy? Đúng rồi, trẻ nó hay mặc cái quần mà tét tét mà kiểu rách khúc vậy nè. Ở cách đây 3 năm trước, 2-3 năm trước á. Đi chơi hồi xem xong nói chuyện xong mới thấy là người này chắc là cái người sẽ bên cạnh mình suốt đời. Lúc con cũng đã xác định là ông này sẽ là chồng của con luôn rồi. Ủa kỳ vậy? Xác kỳ định luôn, đi chơi tầm mấy ngày thôi. Còn Thịnh thì sao? Dạ thì nói chung con cũng ngạc nhiên, tại vì vợ con lúc mà tắm rửa rồi trang điểm make up nhìn rất là khác luôn. Rất là đẹp luôn. Đây dạ, giống như vậy không? Xinh má như vậy không? Có. Đó, cho nên là lúc con đó thì nhẹ nhàng hơn nên là nhìn nó không có bị quá cái, lố. Cái mood của con lên liền đúng không? Lên liền. Rồi đến lần thứ mấy thì bắt đầu mà thấy là bạn này là không phải trẻ trâu nữa. Dạ tầm cả một tuần sau là thấy ok. Con nói là tại lúc đó đeo vẫn còn đeo bông tai rồi bấm 2-3 lỗ rồi nó cái con nói là em không thích anh để cái tóc đó. Em không thích anh mặc đồ giống như vậy nữa. Cũng không thích đeo bông tai thì ổng sửa ngay. Gấp ý liền là ổng sửa ngay. Có nhậu xỉn không, có đi nhậu không? Dạ, có bao lâu thì mới đi nhậu là phải có chứ, quyết định nhậu xỉn như rồi thì chuyện gì xảy ra?
Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không, quan trọng từng phân có ok không? Ok luôn, ok luôn. Rồi vô trong đó là cái gì đến nó cũng đến đúng không? Dạ đúng rồi. Và nụ hôn đầu tiên cũng ở trong đó. Dạ không, nụ hôn đầu tiên là ở quán cà phê. Ta đi, em nghĩ sao mà cái thần tốc mà nó vượt nhau từ ở trên Tinder rồi mà làm sao mà đi cà phê mà ngồi yên được, em sao vậy? Nhưng mà nói sao mà nó hôn được hay vậy? Tự nhiên ông nhìn qua bên cái đường kêu cái lúc là con hai chồng đang uống quán cà phê bên này thì đối diện có một cái trường. Anh Diễm kêu nhìn bển em, nhìn bển đi. Ủa nhìn bển có gì đâu anh? Nhìn. Con cũng nhìn nhiệt tình. Cái rồi ông hung má con cái. Cái con đó rồi hung xong mà rồi cuộc nhìn bển có gì? Hỏi có gì? Ông đâu có gì đâu, anh hung em vậy thôi đó. Đó là hồi đó là hung đầu tiên đó, nụ hôn đầu tiên đó. Rồi sau đó bao lâu mới tỏ tình với Tường Vân? Thật sự là từ đó giờ tới bây giờ luôn cũng không chưa bao giờ tỏ tình. Dạ nó cứ tới vậy đó, cứ giờ hỏi là giờ anh với em sao thì con trả lời là thì quen. Con là một người thích rất là kiểu như cũng thích lãng mạn đôi chút á, thì cũng kêu anh không yêu em hả? Không yêu quen chứ. Ông vậy đó, ông không bao giờ, ông ít lắm khi nào ông nói là yêu thương mình lắm, kiểu như ông thể hiện nhiều hơn là ông nói. Nhưng mà con thích không? Dạ con thích, con thích hơn là cái cách ông nói. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai đứa có những cái trục trặc gì không? Tụi con chỉ có cãi nhau về vấn đề đạo, tôn giáo. Tại vì ông này thì đạo Phật, còn con thì đạo Thiên Chúa. Bà này á, lúc đầu là bà muốn con theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì con nhất quyết là không, con chỉ có thờ Phật thôi. Bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn vậy thì đạo ai đạo ai nấy thờ. Bây giờ là bình thường mà. Quá hay. Mà cái lần giận lâu nhất của tụi con là bao lâu? Dạ tầm 1-2 tuần gì đó. Trời, em tưởng trong mấy năm thôi. Ôi, giận 1 tuần. 1 tuần, 2 tuần. Xong rồi đứa nào làm quê trước? Dạ con thì cái bữa đó là đêm 30 Tết, vợ con á muốn là sau này con á, con của hai đứa con á thì sẽ theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì nói là thôi con nít mà nó biết gì đâu, lỡ sau này ví dụ nó thích đi chùa hay sao, hoặc là nó thích đi theo đạo đi nhà thờ thì sao, mình làm vậy thì mình ép nó rồi. Thì thôi kệ nó, cho nó lớn lên nó thích theo đạo này thì theo. Thì vợ con không chịu thì lúc đó mới chia tay khoảng tầm 2-3 tuần gì đó. Thì đó là đêm 30 thì con mới gọi điện thoại, tại vì vợ con lúc mà quen nó là em muốn năm nay là sẽ anh sẽ dẫn em đi coi bắn pháo bông đó. Thì đáng lẽ là chia tay rồi con cũng không có muốn gọi hay là liên lạc gì hết, tại lúc đó con nghĩ là cắt đứt luôn rồi. Nhưng mà đêm đó bữa đó làm sao con tự nhiên con gọi mà không nhá thôi, thật sự là con không muốn gặp, lúc đó con không muốn gặp mà con nhá vậy thôi. Ai về bà này bà gọi lại đó thì bà kêu là anh có nhớ cái lời hứa của anh không. Ok giờ mình đàn ông mình hứa thì mình làm là nói gì luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi sau đêm đó tự nhiên chở đi này nọ xong ok rồi giờ sao muốn yêu lại không? Dạ rồi thì yêu lại thì yêu lại. Nó cứ bực chặt. Tính của con đó giờ là con không có kiểu là mà con mà đã chia tay rồi con giận, không bao giờ con lưu số hoặc là con nói chuyện tới lần thứ hai, không bao giờ con chủ động con gọi. Nhưng mà ông bị không hiểu sao con vẫn lưu số ông này. Ông nhá thì con nói thấy tên Thịnh chắc nhớ mình đây, nhớ rồi. Cái là ủa sao không gọi trời nhá vậy, quê mà quê. Con đợt con gọi lại nó ủa tự nhiên nhá vậy, gọi làm gì? Thì nhá chơi gì đó, nhá vui thử máy rồi à. Đâu ai rảnh thử máy đâu. Về cái con mới đá luôn cái vấn đề là chắc là có nhớ cái vụ đó không để dẫn đi. Sau đó thì em nói nhớ đi vậy đó. Đó rồi sau đêm đó là bao lâu nữa thì mới đám cưới? Thật sự thì tụi con chưa có tổ chức đám cưới được do là dịch. Tụi con ký kết hôn trước và hiện tại có một bé luôn rồi. Vợ con á là bị u nang buồng trứng nên là mổ hết một bên rồi, nên là bác sĩ kêu là cái khả năng sinh con nó rất là thấp. Đó thì đợt đó trong đợt dịch nè, con qua nhà bà ở thì mẹ con mới nói là thôi giờ nếu mà hai đứa thương nhau rồi thì thả luôn đi. Có thì có đó, thì con thả luôn, ai về Vinh luôn. Dạ con gái. Thật sự thì cái bệnh này con cũng biết rất là lâu rồi. Lúc quen ông này nghĩ là quen chơi thôi, lúc mà con khám ra là đã bự bằng một cái quả trứng gà rồi. Thì mới hai đứa mới quen tầm đến một tháng thôi, con nói chắc mà bác sĩ kêu là nếu mà xét nghiệm ra có thể là bị ung thư. Trời. Thì con mới nói với ổng là thôi chắc là em với anh chia tay đi, chứ là nếu mà em bị vậy thì cũng khó có con lắm. Thì ông này ông mới nói là thì bây giờ em cứ đi mổ đi. Con nói thôi mổ rồi ai chăm. Thì ổng nói anh chăm. Thì cái trong khoảng một thời gian rất là dài, kiểu như là vô bệnh viện thì lần đầu tiên ổng phải kiểu như là mình bị mổ thì cái phần dưới á ổng sẽ vệ sinh rồi ổng tắm rửa ổng này kia ổng lo cho mình hết. Mà con mới nói là đó đối với con như là đã đủ rồi, không có cần gì hơn nữa. Đúng rồi. Trời cái đó là quá ơi. Đủ chứ không phải là đủ dừa nữa. Còn thật hơn sự. 1.000 là dạ. 1 vạn rồi tỏ tình. Không vạn cần nói gì nữa. Hả con? Dạ. Dạ. Tại vì chú thấy Tường Vân đang rất là xúc động. Dạ.
sự thì con rất là vui, kiểu như là mình mong chờ rất là lâu rồi mới có con. Con vui hơn là trong lúc con sinh thì có chồng con 24/24 lúc nào cũng có mặt. Và con cũng muốn kể một câu chuyện, giống như là lúc mà con sinh á, thì cái cảm nhận của một người mẹ thì sẽ rất là rưng rưng, mình hơi hơi rưng rưng thì mình chưa có khóc. Thì bác sĩ kêu là con đẻ mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra nha, ông này ông khóc chưa con. Và ông khóc rất là lớn, ông khóc lấn át tiếng con với em bé, con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu ủa sao khóc hoài vậy em, ba khóc hoài vậy, cái ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói hơi sai, mình là mẹ mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cứ cảm động quá. Cái con nghỉ khóc luôn, tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi, anh ơi bình tĩnh đi em, anh bình tĩnh. Bác sĩ cứ y quy một ekip, cứ ba người ngưng khóc chưa. Lần đầu tiên cũng trải qua cảm giác đó, và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều, những cái chuyện linh ta linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Giống vậy. Con tả cái cảm giác con lúc đó. Con cũng rất là thích con gái. Đó, con nghe tiếng nó khóc lên cái là tự nhiên cảm xúc nó hòa lên. Như một phần nữa là thương vợ nó, đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa biết có con á, lúc đó tụi con sao? Con thử cái que con nói thấy sai rồi. Bình thường mình tới tháng mình nói sao chưa tới ta, nghĩ chắc nó trễ thôi, mình căng thẳng quá nó trễ. Thử đại thì chúng con nói chết rồi, sai. Con gặp ông này, con mới đưa cho ông hai vạch, ông cúng ông đầu. Hơi sai nha em. Bác sĩ nói nha em, coi hơi sai á, có phải không, có phải đúng vậy không? Uống phải vậy chứ của ai? Không nói anh, không phải là của anh, nhưng mà ý là sao bác sĩ nói vậy nó khó, tại vì con mới mổ sau tầm 1 năm là mới có em bé. Đến phần kia đi, Dạ. Anh ấy trẻ tuổi hơn mình, dạ. Đúng không? Dạ. Chắc chắn là về ở với nhau chắc lâu rất là nhiều tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Ông này thì ổng có cái tật là ổng nhây. Lâu lâu bây giờ thì ổng bị ngược lại, ổng sẽ hỏi em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Con trả lời là yêu. Sao? Không nghe. Yêu. Sao? Không nghe. Cứ vậy là mình quạo. Tại con là người rất dễ quạo. Không thích hỏi nhiều, đừng hỏi lầm dùm, hỏi một lần thôi. Mà mình đã vừa chăm con rồi, mình vừa chăm chó nên mình rất là dễ bực mình, mà ổng cứ yêu anh không? Cứ vậy hoài, từ sáng tới chiều mà ngày nào con cũng phải chửi. Nói em mệt anh quá. Em mà mỗi lần bà chửi mình thấy sao Thịnh? Dạ thấy vui chứ, tại vì giờ một ngày mà im là con không chịu được. Tại vì giờ con hay cãi lộn mà mấy cái vụ mà xàm thôi à, chứ không phải là nó lớn lao hay là nó gây gắt gì hết. Đó kiểu vậy, giống như là con nhây quá cũng chửi. Hoặc là ví dụ như con làm gì không đúng cũng chửi. Liếc thành nó quen mà một ngày bà im một cái nói sao kỳ vậy ta, chết rồi hôm nay có vấn đề rồi. Đó kiểu đại loại. Cho nên là phải chọc để cho bà chửi. Dạ, giống tôi vậy đó. Dạ. Hồi đó tôi chưa có con đó, tôi hay chọc vợ tôi lắm. Ngày nào bà không được tôi là ngày đó tôi ngủ ngon á. Dạ. Rất khoái được. Rồi sao nữa nè, tiếp tục còn tật xấu thứ gì nữa? Thứ hai, ông chỉnh chu quá mức. Con không phải là con bê bối nhưng mà ông quá chỉnh chu. Ông xịt nước hoa một cái là con tủ xịt hết nguyên một chai. Anh xịt cái gì dữ vậy? Mà đi đâu là xịt. Tôi nói con dị ứng với mùi nước hoa quá, xịt rất nhiều. Đối với con là mùi hôi đó, mà nói hoài cũng không sửa, cứ thế xịt. Mà có con nữa, ông nói cho con ngửi chung, cho nó vui, cho nó thơm. Nó không có thơm gì chừng, hôi lắm là cũng cãi lộn vụ xịt nước hoa. Cái thứ ba là ổng cọc, ổng đang cười đó, mà nói gì không hài lòng lắm đâu. Ổng không hét lên, ổng không lớn tiếng, nhưng mà ổng sẽ gần cái giọng xuống. Vậy em muốn làm sao? Con à, con có một cái chìa khóa vàng rồi, con sử dụng cái chìa khóa đó đi. Dạ. Chồng con là vừa thích có con mà lại vừa thích có con gái nữa. Dạ. Cho nên là bé cứ càng lớn rồi thì chồng con sẽ càng thay đổi những cái mà con mong muốn chắc chắn vậy luôn á. Cô ấy có những tật xấu nào đáng yêu nào? Có một cái tật xấu rất lớn là vợ con kèo, kèo lắm. Một bữa nào đó mà mình, ví dụ mà đi mua đồ hoặc là ăn uống gì mà chi quá nhiều tiền thì là mặt bả nụ liền. Đó, kiểu vậy. Hoặc là ví dụ mình phụ nữ đi thì mình cũng phải thích mặc đồ đẹp, thích này nọ, còn bà này không. Trang sức, nước hoa, quần áo đẹp, giày đẹp, tất cả mọi thứ bà không cần. Bà chỉ cần là trong người bà có nhiều tiền thôi. Đó, kiểu vậy, bà rất mê tiền. Đó. Mỗi ngày có đếm tiền mà là dạ, lâu đếm. Lâu cái lấy vàng nó đếm. Dạ, đếm hoài luôn, ngày nào cũng dạ, đúng. Nói chung là chi tiêu nó rất là chặt chẽ. Thì cái tính của con trước khi quen bả là con thích xài những cái đồ mà giống như nó không phải là hiệu nhưng mà nó cũng tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu vậy đó, thì con mua thì con cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi quen bả là không, no, anh mua cái 100 mấy mặc được rồi. Bả là giống như là bạn thân của chợ gì đó, chợ Hạnh Thông Tây. Đúng rồi, chợ Hạnh Thông Tây, ra mua đồ mấy chục ngàn đồ bộ, mặc đi đâu cũng mặc cái bộ đồ đó hết. Thậm chí là nhiều khi mẹ con này, mẹ ruột con á cũng nói trời Vân ơi sao mà mày nhìn mày
không có chị, không gọi là già hơn Thịnh này đó, mẹ còn phải đi mua đồ để cho bả mặc nữa. Đó, tại vì bà không có sao chăm chút mấy cái đó. Rồi sao kiểu... có nhịn ăn nhịn uống gì không? Dạ không, bà này khoái ăn uống lắm, không lấy tiền mua đồ nhưng mà ăn uống thì chi thoải rất là thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà chi nhiều quá thì mặc nụ. Còn rồi. Gì nữa không? Nói chung vợ con cứng đầu. Đó, nói cái gì thì phải cãi trước, làm thì vẫn làm nhưng mà cãi trước cái đã, xong rồi phải giải thích. Tối chuẩn bị đi ngủ nhiều khi 11-12 giờ là tự nhiên nhớ đây, nó cằn nhằn tới 2-3 giờ sáng luôn. Phụ nữ người ta cằn nhằn là chuyện bình thường, nhưng mà có cằn nhằn thì cằn nhằn cái giờ nào đó đúng giờ đúng giấc. Đúng rồi, đúng giờ đúng giấc đi. Rồi cái chuyện cằn nhằn thì cô nghĩ là nên thay đổi. Yeah. Cái đó dễ mà điều tiết lại thôi. Còn con á biết sao không? Bữa nào á con phụ nữ á nói vậy thôi chứ mà yêu bằng lỗ tai đó con. Con là con quá tuyệt vời trong vấn đề về hành động rồi, nhưng mà giờ con bồi thêm, nếu giờ chưa quen thì lâu lâu con làm cú. Hôm bữa nay làm luôn đi chị. Hiểu không? Ừ, làm luôn hả? Làm luôn đi chị. Thể hiện với vợ, muốn dành cho vợ một cái sự bất ngờ. Thì nói chung là từ đó tới giờ thì từ lúc mà yêu em cho tới cưới em á thì anh cũng không có cho em cái gì được nhiều. Đó. Thì nói chung là anh cũng làm em buồn nhiều, nên là những cái tật xấu của anh thì anh sẽ cố gắng anh bỏ. Với lại anh cảm giác là bây giờ anh chưa có lo được cho mẹ con em được những cái thứ tốt nhất, thì anh sẽ cố gắng, thì trong thời gian sắp tới anh sẽ lo được cho em nhiều hơn cũng như cho con nhiều hơn ha. Trời ơi, dạ nói cái gì đi con. Em phải cảm ơn anh đã là chồng của em, là ba của con em. Anh không phải là một người quá lãng mạn, nhưng đối với em chỉ cần như vậy thôi. Em mong là sau này anh giữ sức khỏe và mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Trời ơi, một cái trời ơi. Mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Anh chỉ chúc cho hai em nha. Dạ. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nha. Mẹ kêu là mình để hai tay vô túi khoác thành này cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè. Đã tao không muốn nói rồi mày làm gì sao tao chịu nổi. Ôi con dựa vậy là không, sao tao chịu mà. Nổi. Ờ đúng rồi đó. Đúng mình rồi. Nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Cái xong nhắn tin cho con hỏi là Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang, bạn thấy con. Cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi, dạ, bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai em. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Em tên là Thái Đức Hòa. Hiện đang là một hướng dẫn viên du lịch. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27 tuổi ạ. Em ơi. Dạ con chào cô Hồng Vân với lại chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thị Kim Xuân. Con cũng 27 tuổi, bằng tuổi. Dạ và hiện tại con cũng đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 27 tuổi, công việc của con là gì? Bữa xuân. Dạ, thật ra thì công việc của con tốt nghiệp là học làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Cũng làm hướng dẫn viên du lịch được vài năm. Xong rồi dịch quá thì con đổi qua làm thẩm mỹ viện. Vậy hả? Dạ. Ủa như vậy là học chung trường với nhau. Thanh Mai trong mạng. Rồi quen nhau nè, đúng không? Dạ, chung lớp luôn à. Học chung trường đại học. Học đại học mới gặp, tại vì con là ở quê, con ở tỉnh Kiên Giang. Rồi con lên Sài Gòn con học đại học. Thì mới gặp bạn này thì chơi chung nhóm cũng mày tao luôn. Ấn tượng đầu tiên về chồng con á là không nghĩ là dân Sài Gòn luôn. Tại vì nha, bề ngoài đi học á thì mặc có quần ống bát mà bạc màu, mà mặc áo sơ mi tay dài tới đây mà không có xăng. Cứ để vậy đó, cứ lũ phụ lắm ta lắm thẩm vậy đó. Đầu thì bơm sợi như nào, giống như là tưởng như là mấy người trai Hàn Quốc, nhưng mà nó hơi lố hơn xíu. Là nhìn không hề biết là đây là con trai Sài Gòn luôn. Không hề biết luôn. Nhưng mà thực sự là người ta đó là người Sài Gòn rồi. Là ở đây là Sài Gòn, tức là đi đâu cũng là nhà, cho nên thì cứ ăn mặc đi bình thường dưới nhà thôi, chứ không phải là đi tiệc đi gì đâu. Đó là gu thời trang của con hay là con thích vậy để chọc mấy bạn? Thật sự thì lúc đó con nghĩ rằng là mặc thoải mái thôi đúng không? Đúng rồi, mặc sao mình thoải mái thôi. Nhưng mà rồi con có ấn tượng gì với cô Kim Xuân này không? Dạ, ấn tượng thì tại vì đó vợ con nói chung là đẹp, đẹp theo cái gu của con nha. Em mới kiểu tức, em mới nói là tao chỉ thích mấy đứa dễ thương thôi. Đó, mấy đứa đẹp thôi không thích, không quan tâm. Là con nói về cái tiêu chí của con á. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Còn con có tiêu chí gì không?
bạn làm việc á, hay là bạn học, nói chung là học nhóm, bất kỳ vấn đề gì mà cần cái sự làm việc tập trung á, là bạn tập trung rất là cao độ. Và cái việc mà cái người mà người ta tập trung vào công việc á, nó thu hút con về cái điều đó. Dạ, ban đầu chỉ là bạn thôi, tại vì lúc mà hai đứa gặp nhau là bạn này có bạn gái mà con cũng có bạn trai. Nhưng mà con vẫn không hề e sợ cái đồ đạc quần áo lủng tha lủng thủng của ảnh, đúng không? Hình thức. Dạ, dạ. Con thì tụi con thì cũng không quan tâm hình thức lắm. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chia tay mối tình của mình để mà đến với nhau? Tới năm 2 đại học chia tay, cũng từng cặp tự chia tay luôn. Coi như là chia tay rồi ai tỏ tình với ai trước nè? Cái này thì nó lại là một cái câu chuyện nó hơi bị lọc dòng luôn. Tỏ tình thì là em tỏ tình trước. Lúc đó thì lúc đầu là Xuân từ chối đúng không? Lúc đầu là vợ từ chối đúng không? Chồng em nói chung là rất là cục xúc. Tại thời điểm nó cũng là mày tao mà cũng mày tao bạn bè sòng phẳng mà. Đi ăn cũng trả tiền tự trả thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Tụi con mới có một bữa picnic đi chơi với nhau, đi tắm suối, xong rồi đi về thì mới chia cặp chở nhau về. Thì lúc nào bạn này cũng chở con hết, tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học, ngày nào cũng đưa con đi học hết, mà đi chơi cũng chở con luôn. Rồi trở về thì con buồn ngủ, con mệt quá, con mới nói là ê, cho tao dựa vai xíu tao ngủ. Mẹ kêu là mày để hai tay túi khoác này cho đỡ, đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói rồi mày làm gì sao tao chịu nổi. Là tao không muốn nói là tao thương mày đó. Dạ. Tao thích mày. Mày còn dựa vậy là sao tao chịu nổi? Đúng rồi đó. Đúng mình rồi. Nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Dạ, dạ. Tức là mình nghĩ là bạn nhận thức thì mới nói như vậy. Tại cái tay còn động đậy đúng không? Dạ đúng rồi, dạng như lật đầu qua lật đầu lại, dạng như... Và lúc đó là... Lúc đó là con im lặng luôn, con im lặng chở tới về tới nhà luôn. Bạn này mới ngồi ngoài trước cửa nhà đợi con tắm rửa thay đồ xong hết, cái chở con đi ăn xong lại chở con về. Không nói gì hết, im lặng luôn. Cái xong nhắn tin cho con hỏi là Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Con nói là không, con muốn giữ cái mối quan hệ bạn bè thôi chứ không muốn tiến tới. Rồi lúc đó Hoài làm sao? Em nhận được cái câu trả lời như vậy thì chắc thì mình cũng ngậm ngùi thôi. Là mình không biết nói gì. Với lại mình một phần mình cũng dạng như là ta đây á. Cái gì xin diện chứ. Dạ đúng rồi, thôi cũng im luôn. Được thôi, tôi sẽ không quen nhau được. Dạ. Rồi xong rồi á, con có hai đứa bạn ở chung phòng trọ, hai đứa là giống như là tư vấn tâm lý tình cảm với, xong rồi ngồi phân tích là coi là mày có thích nó hay không, xem là nó có nên quen hay không quen gì đó, ngồi phân tích cho mình nghe, tại vì mình cũng rối. Rồi sao? Bạn tư vấn xong thấy sáng ra đúng không? Dạ đúng rồi, thấy là sáng mình, ra. Nếu mà mình từ chối là mình bỏ đi một cái cơ hội với dạ, một đúng người. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Sao đâu sao? Xong mình thấy vậy cái mình cũng nói thì quen thôi chứ đâu có gì đâu. Chúng còn trẻ mà ngại gì. Cái con nhắn tin con hẹn bạn đi uống trà chanh, để con có chuyện muốn nói, cũng chở con đi ra quán ngồi. Con chưa kịp nói gì hết, bạn xe qua bạn từ chối con luôn. Thôi tao thấy hai mình không có kết quả đâu. Thôi coi như bữa hổm ta nói vậy thôi đi chứ không có gì đâu. Ông tự lái là sao vậy ông quả? Thật sự thì có một cái câu nói mà em nghe được. Ví dụ như hai bạn quen nhau đi. Vui thì vui dữ đó, thiệt đó. Nhưng mà ví dụ như lúc hai bạn chia tay rồi cái nhóm nát luôn. Đó, lúc em nhớ hoài câu cứ dặn trong đầu em nói gì chắc không nên. Là coi như xong. Dạ. Xong sao? Bạn này là rất là đào hoa. Từ đó như là giận luôn, không chơi chung luôn, không thèm gặp mặt nói chuyện luôn. Nhưng mà tụi con học ngành du lịch cho nên là tụi con sẽ có 3 chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là năm 2 sẽ đi miền Tây chung với nhau 7 ngày. Chuyến thứ hai đi Tây Nguyên 7 ngày. Và chuyến cuối cùng đi xuyên Việt là 20 ngày. Là cùng cả lớp cùng đi với nhau, là cùng khóa luôn. Thì cái chuyến đi miền Tây đó, bạn trước khi đi bạn bị té xe. Đi cà nhắc đi vô luôn, con thấy tội nghiệp quá. Con mới lại con cũng hỏi thăm, con lúc đó con hết giận rồi, con nhìn thấy tội quá con hết giận. Con lại con hỏi thăm. Thì trả lời cũng rất là cục xúc luôn. Sao? Gì? Kiếm gì không? Vậy đó con quê, con đi. Tự ái một người đàn ông đó. Tự ái mà. Khi mà thù dai nè, thù giặc nè, tự ái ca nè. Vẫn còn nhớ hoài ghim cái câu mà dạ. Hiểu không đó. Dạ. Sao nữa? Xong rồi á ha. Bạn á thì lúc mình lên tour đi á thì không đi chung với lớp mình đâu, đi chung với một bạn nữ lớp khác. Cố tình á. Đi chung một bạn nữ lớp khác. Bé kêu xin không? Dạ cũng dễ thương mà con muốn thử coi là bạn này còn quan tâm tới mình hay không trước đã. Còn quan tâm thì mới tính tiếp, còn nếu không thì thôi luôn. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày tụi con đi đi tới Châu Đốc, cái con thấy hai cặp, một cặp đang đi ngang à, chuẩn bị đi tới ngang mặt con rồi. Cái con mới lúc đó là con cũng đang bị đau bụng thiệt, rồi con không có đi vô trong miếu được, con mới ở ngoài con đợi mấy đứa bạn con. Cái con ngồi xuống con ôm bụng, con ngồi tại chỗ, con ngồi trước cửa luôn. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang mà thấy con, cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con.
rồi à, dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Hiểu rồi, dạ. Là chuyến đi miền Tây là có một cái tín hiệu tốt. Thật ra thì sau chuyến đi miền Tây đó là quen luôn, tại thì vì đó quen luôn. Dạ. Rồi nhưng mà sau đó là bao lâu cưới nè? Rồi 2015. Tới 2015, 2021. Là 5 năm rưỡi. Dạ. Wow. Thì hết cái quãng đại học luôn mà cô chú. Mà là tình yêu thuần khiết đúng không? Dạ. Dạ. Ê, nó nghe nè, mấy đứa xưng hô với nhau sao? Lúc mà bắt đầu chính thức gọi là quen á, là con có một cái quy tắc là không được kêu mày tao nữa. Rồi. Kể cả trong lúc giận cãi hay như thế nào cũng tuyệt đối không được kêu mày tao. Vậy là kêu mày tên. Hai đứa con có việc danh trong nhóm là tụi con là CC couple. Là bạn này là chó mập, con là chim xanh. Là kêu nhau bằng biệt danh hoặc là kêu bằng bạn xưng mình. Trời, cái tên nó còn sốc hơn là mày với tao á. Chó mập. Ê, chó mập. Ê, trời ơi, kỳ lắm á. Chó mập không phải là chửi, là thằng mập. Đó, nhưng mà đó là một cái loài, tiếng nhờ một cái loài cuốn mà nó ổn định thì nó mập dễ thương, nó dễ thương đó. Đúng rồi, nhưng mà cái từ loài nào cũng dễ thương hết trơn. Nhưng mà cái từ ngữ á kêu hay chó mập. Đó, ví dụ thương thì vậy nè, ô chó mập ơi là dễ thương đúng không? Ê, chó mập. Giận cái là ê chó mập. Cái từ chim xanh này nó còn đỡ nha. Ê chim xanh. Ê chim. Còn cái ê chó mập. Bỏ chữ xanh nữa, cũng kỳ nữa. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì mới đổi cách xưng hô là anh với em? Dạ không có đổi xưng hô anh với em luôn, tới giờ cũng không đổi tới anh giờ em vậy luôn. Dạ không, tới giờ thì về nhà thì mẹ cũng nói là hai đứa bay nói sao coi cho được, chứ để người ta bắt bẻ người ta hay là ra ngoài người ta gặp gì kỳ. Đây cũng mấy năm rồi xưng lại là dạ vợ với chồng. Thôi giờ hai đứa lấy nhau rồi sao? Cái đêm cưới xong á là ở khách sạn luôn, tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn. Xong rồi mệt quá mạnh ai nó ngủ không có gì hết. Dạ đúng rồi. Rồi qua đêm sau, rồi khi mà về nhà thì bạn mới chủ động. Rồi sao nè, bây giờ chị Kim Xuân á, lúc mà cưới chị về xong rồi chị có những tật xấu gì nè? Cái tật mà nói chung là to nhất lớn nhất thôi, đó là gì? Quên đồ. Đồ đạc của cổ hay là đồ đạc của em? Đồ đạc của mình, của chính mình, của có nghĩa là những cái gì em không dính vô người là đều có thể quên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi, đi mà lên xe là sực nhớ trời là quên ơi, đồ. Có bao giờ dạ, quên bóp không? Bình thường luôn, đi quên bóp luôn, mua đồ ăn không có tiền trả luôn. Mang bóp đi mà quên mang dạ, bóp có, về quên bóp rồi quên điện thoại, quên túi đeo luôn. Rồi mà mỗi lần quên vậy là phải quay đầu lại. Dạ. Quay rồi nè. Còn nhiều khi mà cầm điện thoại kẹp nách nè, đứng lên kêu ai điện thoại tôi đâu mất tiêu rồi, kiếm giùm điện thoại đâu mất tiêu. Là kẹp cái nách luôn nè mà không có cảm giác luôn. Dạ không rớt. Dạ không để luôn luôn mà kiếm hết trời luôn. Là lúc đó là hai đứa vẫn còn là sinh viên nhưng mà thực tập ở một công ty du lịch cũng khá là nổi tiếng á, thì lúc đó là người ta tạo điều kiện cho mình đi làm thì mình rất là vui, rất là mừng rồi. Mà đợt đó là hai đứa đi chung một cái chuyến tour đó luôn, tức là hai đứa là hướng dẫn viên, đi tới giữa đường còn nửa tiếng nữa là tới giờ xe chạy thì mới phát hiện ra là quên cái điện thoại ở nhà. Mà hướng dẫn viên mà lên tour đoàn mấy chục xe mà quên mà cái điện thoại thì cũng như là nó không có làm việc được. Rồi sao không làm việc được rồi. Thì lúc đó là trời em rất là tức đến mức mà cái đó cũng là cái vụ quên lớn nhất mà trước đến giờ quên luôn. Nhưng mà xe có đợi không cuối cùng? Dạ không, kịp giờ chỉ đố đâu có 4-5 phút gì sao như tập lại cái tính đi nghe. Dạ. Cái mai mốt hay nghe giống như con trước luôn. Đó quên con luôn. Quên con luôn. Con hả? Cô vẫn như nhà ăn cơm. Cô vẫn như nhà ăn cơm. Quên 2 tiếng. Rồi thôi bây giờ tới ảnh đi. Chồng con là người không có lãng mạn. Rất là quan tâm vợ nha. Có nghĩa là công việc nhà rất là chia sẻ, cái gì cũng làm hết trơn á. Rửa chén cũng làm, lau nhà cũng làm, kêu nấu ăn cũng nấu luôn. Mặc dù không biết làm nhưng mà vẫn làm. Thì nhà là toàn ảnh lau không à, ảnh không có cho con lau. Nhưng mà con vẫn cầm cây lau nhà, con ra con lau nhà. Thì ảnh đi ra, ảnh thấy mình lau nhà, ảnh ra ảnh kêu nè, thôi ra đi, ra chỗ khác đi, tao yếu xìu lắm, sạch dĩ chân cũng lau, đây đứa cây đây là lấy tự lấy đau. Mà nói chuyện gì không đó, vẫn còn cái tính cục xúc đúng không? Dạ. Quan tâm theo kiểu cục xúc. Nhưng mà mỗi lần nói vậy thì cái cảm giác của Xuân thì như thế nào? Dạ riết là quen luôn. Nếu mà quen luôn cũng là thay đổi. Dạ. Là thấy khó chịu đúng không? Thay đổi cái mắt hồn á. Em ơi, dạ, em ơi đưa cái chỗ lau nhà để anh lau nha, em vô em nghỉ nha. Không ngày nào mà nói chuyện mà ngọt xíu là sẽ qua. Tính xin gì nói đi. Có một cái tính luôn á là không bao giờ tặng quà hoặc là tặng hoa hoặc là chúc thì cũng có đi nhưng mà không bao giờ tặng quà tặng hoa các ngày lễ Tết. Tại vì quan niệm của ảnh là bất kỳ ngày nào cũng có thể tặng, không nhất thiết ngày đó phải là cái ngày để mà được tặng. Là ảnh không bao giờ làm những cái điều này đó. Vậy thì bây giờ con mong ảnh thay đổi cái gì? Con thì con mong ảnh thực ra thì mình là phụ nữ mà lâu lâu mình cũng muốn có những cái ngày dịp nào đó đặc biệt, không cần phải là mua một cái gì đó đắt giá đâu. Nhiều khi về làm gì đó cho mình bất ngờ một xíu mình cũng thấy vui. Đã từng làm cho Xuân một cái điều gì bất ngờ chưa kể từ khi làm chồng của Xuân? Dạ có hai lần là làm bất ngờ. Hầu như là tất cả những cái kỷ niệm hay là tất cả những cái dịp nào bất ngờ là to là có là người đi làm mà
có hai lần đó là ông lỏng làm con bất ngờ. Lần đầu tiên là vào đúng cái ngày sinh nhật của con thì con là con thích hoa bi, con thích hoa bi thật là nhiều hoa bi luôn, con không thích những hoa khác. Rồi ông mới chạy ông một đó hoa bi với cây bông hồng. Ngày hôm đó là con đi Hàn Quốc, xong rồi ông mới mang ra sân bay ông giấu, thì ông mới nhờ bạn con giả bộ nó quên đồ ngoài ở bên ngoài bắt con ra ngoài kiếm. Con mới chạy ra thì con thấy gặp ông đứng ngoài ông tặng con cái bó hoa, là lần đầu tiên luôn á, từ lúc quen nhau mấy năm là con mới nhận được cái đó hoa. Không làm là thôi. Chưa làm chồng đó. Dạ chưa, đó là lần đầu tiên. Dạ. Thì đó không làm thôi, làm là bất ngờ quá luôn á. Đúng không? Nhưng mà lúc đó chưa làm chồng. Còn cái vấn đề nữa sao không nói luôn. Cái đó hoa bi đó làm sao, số phận đó làm sao? Con thì tính con hay quên cho nên là cô để quên. Quên bên Hàn Quốc chứ. Không mang cái bó hoa. Trong năm nay có làm điều gì bất ngờ cho Sương? Trong năm nó có làm gì bất ngờ chưa? À, điều bất ngờ hả? Dạ. Chưa. Trời ơi. Thôi bữa nay ráng làm gì bất ngờ đi. À, lãng mạn thì nói chung là chắc cũng không có gì nhiều. Chỉ là chuẩn bị một cái món quà mà theo cái phong cách của vợ con yêu thích. Dạ. Đó, hobby cái bông hoa và một cây bông hồng. Cách đây 6 năm đó. Đây vẫn là một đó hoa bi và một cây bông hồng ở giữa, nhưng mà mỗi khi thì con sẽ gói cái này là màu đen. Yêu cầu người ta gói màu đen nhưng mà hôm nay sẽ thay đổi một xíu. Hôm nay có một chút bất ngờ dành tặng cho vợ. Nhân chương trình này tạo cho em một cơ hội đó chính là có được một cái bài hát thứ hai dành tặng cho vợ mình. Dạ. Là em sáng tác hay sao? Sáng tác thì nó hơi cao quá, tức là em tự chế tạo. Đó. Dạ. Rồi thôi em thể hiện. Như vậy là tôi đoán được cái món quà thứ hai bạn này tặng vợ là cũng một cái bài hát. Hồi lúc đó bây giờ bạn lặp lại hai cái, 6 năm sau bạn lặp lại hai cái okay. luôn. Ok, rồi, có nhạc thì lên nhạc. Không quá. Đứng chờ em trong cơn mưa mùa thu, chờ hơi lâu nhưng vẫn cố chờ. Từ bài hát đầu tiên, những giai điệu vang lên đầu tiên, anh biết à thì ra em đã yêu lòng. Nếu tình ca được viết bởi những phim cây dương cầm, thì tình đôi ta đương viết với những ngày tháng không rời. Trong những ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mà cảm ơn em đã luôn cùng anh. Nhìn vợ đi, nhìn vợ đi. Tình yêu anh không phải tình ca, không sống loài hoa sớm nở rồi tàn. Và anh đây cũng chẳng hào hoa, anh chẳng buồn dòng xoáy cả, chỉ cần được bên em thôi. Nào mang chi những thứ quá xa, không phải của ta cố tranh mặt người. Chỉ cần ta luôn luôn có nhau, ta bên nhau hát ca la 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 la. Anh sẽ mua bài hát này để bạn sử dụng cho phim anh. Tại vì nó rất là phim luôn. Không biết cái cảm xúc của Xuân lúc này như thế nào. Không kìm nén nha. Thôi đừng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc. Dạ, rất là bất ngờ. Rất là đặc biệt. Ông đi ôm vợ cái đi nào. Rồi. Các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Vậy luôn hả Trang? Sau đó con đấy, trời ơi, xong vợ con bảo sao mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con, mà gọi là chọc cho con phát ghen lên á, mà con thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, bạn nó đi tự nhiên xông thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng số 1. Hey. Chào. Trời ơi, bữa nay có đối thủ rồi. Dạ. Mấy thật, ngồi đi cưng. Mời. Ngồi đi. Thôi bây giờ trước tiên chúng ta giới thiệu về mình đi nào. Lời đầu tiên cho phép A Tuân và Quỳnh Trang xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Lời chào trân trọng. A Tuân hiện tại đang làm chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông cho các tập đoàn, rồi có một công ty giải trí riêng, và trước đây thì là ca nhạc sĩ. Tuổi A Tuân là 36 tuổi ạ. 36 tuổi. 36 nhìn chững chạc ghê không? Rồi, mời vợ của A Tuân.
Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và anh Phúc Thần ạ. Con là Trương Quỳnh Trang, là bà xã của anh A Tuân. Hiện con đang có một spa là chuyên về nail và gội đầu. Và có kinh doanh trầm hương và đá phong thủy ạ. Đang nhiêu tuổi rồi con? Dạ, con nhỏ lắm. Con năm nay là 26 ạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái giây phút đầu tiên mà các bạn chạm mặt nhau. Đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu gặp nhau là con có, ngày xưa con có công ty mỹ phẩm. Thì con có tìm hiểu trên mạng xã hội rồi trên Google này kia thì con thấy ông xã con đang là đứng top. Đứng top về marketing, rồi PR chiến lược cho các nhà hàng. Thì con có chủ động con liên hệ và để phát triển cái thương hiệu của con. Thì ngày đầu tiên gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Sau đó thì hốt con. Nhưng mà ngày đầu tiên khi mà con nói chuyện với anh, con cảm nhận anh là con người như thế nào? Lúc đó thì cũng chưa có tình cảm nhiều. Thì thấy là nghiêm túc và chững chạc. Với lại anh có rất là nhiều cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái tư duy tốt cho người gặp. Là thấy tin tưởng và ấm áp đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà con rất thích ảnh không? Lúc đó anh thật sự là chưa đâu ạ. Lúc đó là chắc hình như cũng sợ em lắm. Tại em nghiêm nghiêm hay sao. Với lại đầu chọc anh em mình nhìn nhìn ngầu lắm. Nhưng mà còn Tuân thì sao? Cái công việc của Tuân thì chắc có lẽ là gặp các cô gái trẻ đẹp xinh tươi là cái chuyện rất là bình thường đúng không? Dạ. Thế là lần đầu tiên gặp Quỳnh Trang thì thấy thế nào? Trong công việc thì em có làm việc với rất là nhiều người đẹp qua các vai trò, nhiều khi là giám khảo các cuộc thi hoa hậu. Rồi em đứng vai trò ông bầu phía sau hay là những ấy, thì em gặp có nhân duyên gặp rất là nhiều các bạn. Nhưng mà bà xã em có một cái điểm đặc biệt hơn tất cả những người khác. Em gặp rất là nhiều các chiêu trò rồi các thế này kia, chưa kể mình chuyên là người lên chiến lược và chuyên xử lý các những cái đó. Thì cuối cùng là người chiến thắng được mình là người chân thành, là đổ gục được mình. Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Thời điểm đó cũng giống như rất là nhiều các cô gái đến bên cạnh con. Tại vì vợ con thì từng chứng kiến con ở nhà là rất là nhiều cô gái đến chăm sóc, người tới giặt đồ, người tới nấu cơm, người tới dọn dẹp này cái kia, chứng kiến trước mặt luôn. Rồi nhiều khi các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Vậy luôn hả Trang? Làm cho con ghen mà không ngờ là con không có ghen. Thôi cái đó là sao rồi. Bây giờ mình đang hỏi cái giây phút đầu tiên các bạn gặp nhau đó. Thì chắc có lẽ là ở cô này là chắc Tuân phát hiện là cổ có một cái điều đặc biệt hơn các cô gái kia. Đó là cái sự chân thành. Chân thành. Có nghĩa là lần đầu gặp là Tuân đã cảm nhận được cái điều đó ở cô gái này rồi. Đúng không? Dạ, tại vì... Sao hay vậy? Tại vì em xuất phát từ nhà quê, với lại mình có thiền nữa, thành ra mình cảm nhận hơn sâu. Cái trực giác hơi bị tốt đúng không? Trực giác hơi bị tốt. Dạ. Rồi sau đó là chắc chắn phải có những cái cuộc gặp mặt tiếp theo nữa. Bao lâu thì mới bắt đầu phát sinh tình cảm? Em có quan sát thì vợ em khác với các bạn nữ khác ở một cái là các bạn khác đến với em, đến bên cạnh em cảm nhận được cái gì đó, vì một cái gì đó. Còn vợ em thì không giống như những các bạn khác là vợ em lại, tại vì mình đàn ông mình hay lo nghĩ cái chuyện này chuyện kia, đôi khi mình lại không có trọn vẹn được cái chuyện gia đình, những cái chuyện nhỏ. Thì vợ em lại thay thế em chăm sóc cho bố mẹ em, chăm sóc cho em mọi người. Tại vì ngày xưa là em không tính lấy vợ và em nuôi cháu, nuôi các thứ mọi người ấy. Đó, tính đi tu quá chị. Thì vợ em lại lấp được, làm thay cho con những chuyện đó. Chăm sóc. Và em nhìn những hình ảnh đó là em lại thích. Dạ, em cực kỳ thích những cái đó. Bao lâu thì coi như con quyết định là coi như con tỏ tình với bà xã? Tức là con dành bao nhiêu lâu để con quan sát vợ con á? Con nghĩ là con sống khá là thuận tự nhiên á. Rồi để mọi thứ nó đến nó cũng không có tỏ tình cũng rất là tự nhiên. Qua một năm đó thì tình cảm cả hai cùng có thì mới mở lời với nhau, mới chấp thuận cho qua nhà này kia chứ đúng không cô? Vợ con rất là may mắn khi gặp con ở cái chỗ này. Sau này là trước khi gặp con, vợ con tốn rất là nhiều tiền cho những cái nơi này nơi kia, một tiền mà về quảng cáo PR sản phẩm rất là nhiều cho nơi này nơi kia, nhưng mà không hiệu quả. Sau đó con đấy, trời ơi, xong vợ con bảo sao mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Thế thì khi mà quen một cái người mà lớn tuổi hơn mình lại là một người rất thành công,
Đó, phải là một cái người mà thường xuyên tiếp xúc với các mỹ nữ làm trong nghề này, thì gia đình của Quỳnh Trang á có sợ không, có ngại không, có cản trong khi Trang quá trẻ? Ngày đầu tiên khi mà em dẫn vợ em về em hỏi cưới á, về nhà vợ á, má vợ có bảo là nhìn con phong độ như thế này rồi gái con theo con nhiều làm sao mà con thương nó lâu được, sao mà con chung thủy được thế này mà sao mà cưới được, rồi con có hứa là chắc chắn là con sẽ yêu với lo cho nó thứ không, thì con chỉ trả lời là con không thích hứa, tính của con không thích hứa, tại nói thì ai cũng nói được, bây giờ con có thể nói ôi con thương lắm, ai cũng thể miệng ai cũng thể nói được hết. Dạ, mà quan trọng là vợ con sống có xứng đáng với con không. À, hay quá. Dạ, cho nên con không thích nói, con thích hành động thôi, hai người có sống có xứng đáng với nhau hay không thôi. Nhưng mà cô hỏi nè, tại vì con không có cái định hướng là con sẽ lấy vợ, con định là con không lấy vợ. Dạ. Thế thì cái lý do gì mà con lại quyết định là cưới Trang? Đúng rồi. Thời điểm đó con có nói với vợ con một chuyện là hiện tại đây là đang là trong cái giai đoạn mà sự nghiệp con đang phát triển rất là tốt, đang rất thăng hoa. Cho nên là con không muốn có em bé trong cái thời điểm này lúc đang quen. Và đừng để con đóng vai ác. Tại vì con không ghét nhất chuyện người phụ nữ dùng em bé để mà níu buộc, để mà khống chế người đàn ông. Để trói buộc. Con cực kỳ ghét cái chuyện đó. Đúng là mọi thứ của cuộc đời con thì vận hành hoàn toàn theo tâm linh. Trong một lần về Bình Phước á, Bình Phước có một cái đền thờ tự nhiên bốc cái lá thăm. Thăm lại ghi rất là rõ là người tu được phước trời cho, năm sau sẽ có quý tử nối ngôi. Và tự nhiên lá thăm đó là biết là năm sau có con trai rồi. Và tự nhiên năm sau có bầu thật, có con trai thật là Simba nhà mình á cô. Simba mà nó giống y chang Tuân. Ừ. Vui lắm, Facebook mà hai cha con giống nhau mắc cười muốn chết luôn á. Lúc nó còn nhỏ đó, hai cái đầu trọc lóc y chang nhau vậy đó. Có theo dõi Facebook. Em có thấy là từ khi mình cưới vợ thì cuộc sống của mình nó thay đổi hơn rất nhiều không? Nó có hai mặt anh ạ. À, từ khi có vợ thì em bắt đầu em phải thích nghi một cái chuyện mà cũng hơi khó. Hơi khó là ngày xưa có rất là nhiều phụ nữ quan tâm theo đuổi, rất là nhiều phụ nữ hay chăm sóc cho mình. Từ khi lấy vợ vào thấy bắt đầu các cô không dám chăm sóc nữa. Thì đúng rồi, sao dám? Dạ, yeah. Cũng cả một thời gian mới gọi là thích nghi được với cái mới điều thích đó. Thích nghi được cái cảm xúc đó, dạ, đúng không? Cái đó. Nhưng mà còn Trang thì sao? Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con mà gọi là chọc cho con phát ghen lên á mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con ở nhà. Thì bạn nó qua nhà chơi, xong rồi lúc đó chưa phải là vợ chồng, lúc đó gọi là mới gọi là có cảm tình, có thương nhau. Bạn nó đi tự nhiên xong thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Cái xong lúc đó phản ứng của Trang sao? Con bình thường đi ra ngoài rửa chén, quét nhà, ai thích làm gì làm. Bạn đó là rất là thích em. Bạn đó là một trong những bạn rất là thích em, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ là đó là cảm giác chiến thắng. Đó là cái rất là dở. Hoặc là ví dụ mà có qua bên nhà em cái là xong bạn đó chụp một tấm hình bức cửa sổ, xong bạn ấy đăng lên Facebook là một đêm hạnh phúc. Đó, có nghĩa là rất là nhiều trò. Thế em ngồi em mới cười, trời ơi, chỉ có chân thành mới hạ gục được em thôi, chứ chiêu trò này chẳng có giá trị gì với em cả. Đây không phải là người mà... Thế là cái cô gái mà đi quét nhà với rửa chén là dính đó. Đúng rồi. Là chân thành đó. Ok. Đây là người phụ nữ mà... chảnh nhất trong những người phụ nữ mà con từng gặp. Chảnh với con nhất. Nhưng mà mình lại yêu cái đó. Dạ, ghê em thích đúng cái đó. Nhưng mà chảnh nhưng mà chân thành. Chảnh nhưng chân thành. Đúng không của em? Mình nó sẽ là của mình. Đó. Rồi bây giờ hai đứa ở với nhau được mấy năm rồi con? Tụi con là từ 2018. 4 năm. Nghe nè. Tới đây sẽ là đến cái phần gọi là khui cái tật xấu. Sao cái cặp này em nghi là ông Tuân này ông không có quá ta? Đâu cứ để Trang nói. Thế ông chững chạc. Trang nói có anh. Có bằng khui đi chứ. Có cái tật ca nhạc sĩ mà ban ngày thì không có đánh đà hát hò đâu. Cái ban đêm 12 giờ 1 giờ sáng trời ơi cầm guitar hát in nổi trong nhà. Giấc trưa thì cầm guitar đi khắp hành lang trong nơi ở hát hò vô thang máy. Cái âm thanh kia. Hành lang nó vọng nó rất là đã, ôm đàn hát trời nó sướng lắm. Nhưng mà bà con người ta thích không Tuân? Chung cư cực kỳ khoái em. Trời, chung cư lại mê em lắm. Ông mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, năng lượng yêu đời mà. Cái đó là ban ngày thôi, chứ còn ban đêm mình cũng buồn ngủ muốn chết đi á. Hát hò. Có thù với âm nhạc cô ạ. Suốt ngày nói em có thù với âm nhạc mà không phải. Rất là khó chịu. Rồi còn gì nữa không? Không biết có khó tính không ta?
Khó chứ, cực kỳ khó. Dễ với người ngoài nha anh, nhưng mà khó với người nhà, đặc biệt là vợ luôn. Ví dụ khó những cái khó những cái tính là như thế nào? Từ cách ăn, cách nói, cách mặc, tất cả tật tật. Khó với con á, đúng không? Không phải là khó với vợ con, mà con có một cái nguyên tắc chung của cuộc đời con. Ở bên cạnh con tuyệt đối không được nói ngôn ngữ tiêu cực. Con cực kỳ ghét, con căm thù cái điều đó. Đó, ví dụ buồn thì không được nói buồn, phải nói là không vui, chưa vui. Não mình sẽ in cái từ vui trong đầu, đó là năng lượng tích cực, nó sẽ cho mình năng lượng và chữa lành được bệnh tật. Đó, nó rất là trí tuệ. Đó, những cái khó khăn của em thật ra nếu mà áp dụng cực kỳ định, tại vì chữa được bệnh tật nó mang năng lượng để mà làm động lực được cho mọi người. Còn khi mà nếu mà suốt ngày buồn chán, nghĩ những cái tiêu cực thì sẽ không làm được cái gì. Ê, nó nghe nè anh suy nghĩ, cái thời gian đầu về ở chung chắc Trang áp lực lắm đúng không? Chưa thích nghi anh. Ờ, và luôn là bị cấu. Như là bị cấu. Như là là đang nói xong cái ổng sửa lưng hả? Dạ. Yeah. Hả? Là khó chịu lắm không? Hoài khó chịu. Ờ. Nhưng mà ăn mặc thì sao? Ăn mặc có khó khăn. Ăn mặc thì kín đáo nhưng mà phải tinh tế, không có hở hang hay là khoe da khoe thịt, đại khái là như vậy. À, nhạc sĩ chắc là lãng mạn lắm chị. Nhạc tại vì ông không lãng mạn. Không hề. Ai cũng nghĩ là nghệ sĩ là lãng mạn lắm này kia nhưng mà không hề. Lãng nhất hả? Tại em lãng mạn em bị bắt bài rồi. Em là không thích tặng hoa. Tại vì ngày nào nhà em cũng là ngày lễ, ngày Tết hết, ngày nào cũng là ngày vui, thế cho nên là không có nằm trong cái ở cứ tới ngày này là phải là lễ. Đó, rồi ví dụ mà em hay có những cái ví dụ vợ ơi, tối nay chồng không về nha, chồng đi qua đêm nha. Xong lù lù em đứng trước cổng về cái trước cho bà bất ngờ. Mà hình như bà bắt bài được sau này bà ấy không bất ngờ nữa. Tại vì cứ như bị hoài đúng không? Một hai lần đầu thì bực. Ok mình tin ha. Đúng rồi, bực lúc đầu bực lắm. Đi luôn đi. Xong. Sức hiện lên là khỏi. Trời ơi. Bắt bài hết rồi. Vậy con mong mỏi Tuân thay đổi cái gì? Thực ra thì cuộc sống vợ chồng con hiện tại cũng rất là vui vẻ. Dạ, tại vì sau thời gian dài thì mình cũng đã thích nghi, mình cũng đã cái gì đúng sai thì mình cũng đã học hỏi và chịu thay đổi. Hiện tại là mình đã sửa đổi rất là nhiều nên thành ra mong lúc nào cũng vui vẻ như vậy được rồi. Bây giờ con, tới Tuân đó. Ừ đó, con vợ con còn có cái tật tật nào chưa tốt, mình không nói tật xấu nha. Không được nói chữ đó. Thật ra thì đặc tính thì phái nữ là thích nói hơi nhiều một xíu. Thì con nghĩ cái đó cũng không phải là tật xấu, chỉ là đôi khi những lúc con không chưa thích thôi, nghe thật những cái hay xung quanh thôi. Đó, không phải tật xấu đâu mà là thật chưa hay, nghĩa là thông qua cái cách nói của Tuân thì cô hiểu là con hơi cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Nhưng mà sau này thì hầu như không cằn nhằn nữa. Có một cái điều này là rất đặc biệt của vợ em. Có những cái trường hợp là vì công việc, vì những cái mối quan hệ và công việc của em nó rất đặc trưng, rất đặc biệt. Thế cho nên là có những lúc ví dụ như có những cái trường hợp là em kể một câu chuyện này là có đợt con đi tiếp khách cái cô. Thì có một cái cô em gái mưa, cái cô mới nhắn tin cho vợ con. Cô nhắn tin bảo là chị ơi, anh Tuân đang ở trong kia có phụ nữ mà có dấu hiệu không lành mạnh. Đó. Xong rồi vợ con mới nhắn tin cho cô lại cô đó là bình thường mà em đàn ông đi tiếp khách mà. Xong về mới nói lại với con là anh nên coi lại con em của anh, con này không xài được, nó bán đứng anh. Đó là một cái đức tính rất là đặc biệt đúng không? Bây giờ con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì nữa không Tuân? Con thì chỉ mong là mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện hơn thôi. Đừng có dễ dãi với bản thân mình quá. Rồi thôi bây giờ thực sự là theo cái trí tưởng tượng của cô là gia đình con tương đối là gọi là không phải là đại chúng đâu nha. Một cái gia đình tương đối là đặc biệt so với tất cả các cặp gia đình khác. Chồng của con vừa như là một người chồng, vừa như là một ông thầy, một người thầy và vừa như một người cha của con. Đúng nhưng rồi. Mà có đôi lúc lại như là một đứa con nít ở bên cạnh con đúng không? Đúng không? Hỉ nộ ái ố đủ cả là... đúng không? Lâu lâu em thử, con thử cho ghen mà không ghen nha. Có những lúc ví dụ con đi nha, cho con đi luôn. Kệ không gọi về. Bao giờ chán thì con về. Ví dụ mà với tính của con nó cũng ngược nữa. Ví dụ mà cằn nhằn là con đi luôn. Đó, mà ví dụ mà con đang đi với bạn bè, đi với mọi người, chỉ cần nhắn mỗi cái tin trời ơi mình nhớ chồng mình quá là trời ơi mình nhớ chồng mình quá là...
quá là con mồi đó. Thì chồng vợ con thì đang ở chơi cái chiến thuật gọi là nhu thắng cương, gọi là lạc mềm buộc chặt đó, kiểu vậy đó. Và hy vọng rằng là hai bạn sẽ luôn luôn tạo những cái nguồn năng lượng tích cực hơn nữa dành cho không chỉ là dành cho mình mà còn dành cho tất cả mọi người xung quanh. Rồi cảm ơn chồng Hoa Hương đã đến đây. Con mất úp, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi, cái trời ơi, con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua, cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu vậy thôi. Để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Ừ đó, thì tự làm ăn với nhau lên. Trời ơi, lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà mổ khóc luôn. Con hả? Cũng mới đầu con cười, cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười, mất cỡ, không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn lớn luôn. Mà quý vị, chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Nghe. Đó, em cầu được ước thấy đó. Rồi, xin chào. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái. Con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc. Cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. Mà ở Tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là Thái, người Thái Trắng. Dạ, Thái Trắng, chính xác ạ. Thái Trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém Thái Lan. Đó. Rồi bây giờ mời cả. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. Con là ở Sóc Trăng là người Hoa. Người Hoa nhưng mà ông bên nội con là người Hoa nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa. Hoa như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Thôi bây giờ kể đi, lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, người mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó. Thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bằng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Mắc cười lắm. Hua Hoa không Hoa mà Hường không Hường mà Hương không Hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên đó. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy cái ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, mà kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con cũng không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi, sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây dưới thì không có thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con không thích đi, nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Ổng nhảy vô. Ổng nhắn tin riêng, ổng nói là trời ra đi anh rước. Cái trời mình nghe mình nôn, mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ổng nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à, nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu là bị cục hứng đó phải không? Con mất úp, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi, cái trời ơi, con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua, cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu vậy thôi.
cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cháp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Wow. Bên đèn đỏ bên kia là giả bộ đúng không? Đỏ, đó. Không, cũng là tính không đi thật, nhưng mà cái nhắn tin cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật thì thôi, lỡ hứa rồi mà lỡ bốc xe về khách sạn thì thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô ba vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi, tăng 4 gì luôn, xong rồi về khách sạn. Đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say, say quá say luôn. Mà cái lên giạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với hai ba anh trong phòng mà hai anh kia lên giạc. Có tự nhiên ảnh nằm dưới đất mình lên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nó hồi danh lên nè, các con vỗ cái dẹt con nó lên nằm gần với em nè, con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới lên luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó nó cứ diễn ra như vậy, rồi cái hai đứa thành ra quen nhau. Rồi con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn, người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm rồi, tháng bay 4 lần á. Bay con bay ra hay anh bay, bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô luôn. Làm thì giúp mình một tuần tầm... là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con 2-3 ngày việc. Kiểu rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5-6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn Thái là bay vô trong đây là có một ví dụ như khoảng công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi, nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó. Có là nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng, cho hãng máy bay thì đó điện là anh Quang Thái hay đặt vé kiểu gì vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công như công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái tương bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Ừ đó. Thì biết sao? Thì hai đứa yêu nhau vậy là gia đình có biết không? Con theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ chịu kiểu như hết nổi thì sao á, cái nói anh vô ở trong đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này, rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm, bị stress luôn, bị stress đúng đó. Tại vì nhà con mạnh ai nấy ăn, không ăn cơm chung. Năm ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ. Xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà bỗng dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ cái ấy sao khóc lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động ổng cũng khóc nữa. Hay khóc. Ví dụ vậy nói em nghe cái nói là không có gì đâu rồi, thấy thước hay người ta đi chơi rồi, hoặc là đi diễn này, nói trời anh vô đây là anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè, rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm 10 năm nữa anh cũng nghỉ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh, tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa ban đêm ban hôm nữa, con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ, rồi anh đi anh vô anh đi chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi, nửa anh quen từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó, khóc cũng khóc, nói giờ thôi vậy nhớ khóc đúng không. Cúng đồ đi ngày mai đi về ngoại. Thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại đi, mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu. Mọi thứ bắt đầu lại. Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, cái bắt đầu sáng đó là nói thôi về ở đây với em. Xác định tư tưởng luôn. Tư tưởng đúng luôn. Chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà sao mình bực chứ? Cũng hơi bực. Không, mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà không được mình hiểu đi, cái gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền, mà con đang là trong mùa dịch, tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9, thì bác sĩ nói là
chưa có dấu xanh nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nó đẻ đi, đẻ ngày bữa nay cũng tốt, mổ khánh nữa. Dạ, đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nó là ổng muốn là phải sinh thường, phải sinh tự nhiên, không muốn đẻ mổ nguy hiểm đủ thứ, mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ. Mà bên bệnh viện thông báo nha, 4:20 hay gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ. Người nhà phải chuẩn bị 4:10 kêu cơm ăn. Con thì không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà không mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói anh ơi, 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó. Mà con phải đi tắm cái nữa. Nó con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi, con chuẩn bị tâm lý đi mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm cái, anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát, không biết sao là mừng hay là gung hay sao, vô hát gùm beng bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói, anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó con cũng nghe, nó là con biết, ông biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên, chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ mà giờ này chồng tắm, thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ đi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới, trời ơi, làm đang mình đang tịnh gây mê gây tê tị sống thì con bé kia nó vô nói là bác ơi, bác ơi, bây giờ chồng của chị Hua anh Thái á, bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, ảnh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sinh thường thì cho vô, sinh mổ là không thể nào. Nhưng rồi. Mà bà chị nói là trời ơi, tới nãy anh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì, mà mới đầu là bác sĩ quạo. Rồi bác sĩ bỏ cái màn cây kem kéo xuống đi, rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời trời làm thế ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mổ khóc luôn hả? Con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mắc cười mắc cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn con, luôn cái con thấy ổng làm con cũng thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Ờ, cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động đó luôn. Rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng như tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vô phòng mổ. Hối hận sợ lắm, sợ mình không gặp được vợ, nhớ vợ có bị làm sao để vô phòng một cái, ai vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ. Sợ tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, nó lạnh tanh nữa. Lạnh lắm, lạnh thật, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao cầm kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó ra. Rồi nó dở. Không sợ thôi. Thương. Cái cảm giác sợ, sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Bắt đầu gặp được vợ, cái mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc vô, khóc lắm lắm hoài. Nói lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi bây giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình Vợ Ông Son này nhiều mà đúng không? Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. Đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, cứ gọi con là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. Rồi xàm tối ngày cái miệng nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn, ta sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Cái đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Có cọc không? Quạo liền, con dãy liền. Đó, lại mất vui luôn. Tự khơi khơi rồi tự quạo đúng rồi. Hỏi nè, đó quen nhiều người anh. Cái nói nó xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái nói hồi cái có làm gì không? Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu, làm nhiêu lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á.
Xong con quạo quay vô vách ngủ liền. Con nói á, mới bị lớn mà gì vậy, quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa, con cũng làm không cái nói ra. Là cũng quạo không, không nói cũng quạo, cái đó là tật xấu. Nói đó. Xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Ừ. Rồi sao rồi, giờ con mong hỏi gì nữa nào? Đủ rồi giờ. Hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á, hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thích cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm, thì 7 giờ ổng thức thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước, rồi ổng lấy gối của con, mền của con để quả nồi trước, ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi, rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó. Rồi ổng cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường, nó hồi hôm em làm mà trả lời khách 2-3 giờ cho em ngủ một chút đó đi. Phải bắt mình thức, thức xong liền là đi căng cái ga giường, căng thẳng thớm nha. Cộng tóc cũng nói, mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói cộng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc rất cái giờ dưới đất cũng lượm lên, thậm chí phân thằng lằn cũng bốc nữa nha cô. Kỹ mà con hứ, trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi, em cũng ẩu mà không nha. Lúc mà, nào cái đó hợp lý, cái này nói về chắc dặn con nè, nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn, đôi dép mang ai cũng được mang vô đâu nha, mấy dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn. Không mà dặn con không có cho con nói đâu nha, nhưng mà con thích hoài mà tới đứa cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó, chỗ đó vậy đó, mặn hồi nữa. Ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười lắm, mẹ nói trời trời, đôi dép nó cũng hửi được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua, các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không? Bí mật cho nhau. Đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà. Là à, Hua có quà tặng cho chồng hả? Biết rồi, biết. Là dối tận hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này, lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con. Là gì? Hồi đó giờ cái gì ấy, cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh, ngược lại cho ảnh. Đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng không phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh, không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? À, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi, nhẫn này em tặng anh rồi. Hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Quá. Khoe cái chiếc đi, khoe cái chiếc đi rồi à. Trời, Thái muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa, con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình, là con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. À, cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy. Trời rồi. Với quá trời rồi. Trên sân khấu này nữa thì rất là ý nghĩa.